Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Công an chỉ đẩy nhanh các vụ án có lợi cho họ. Ngày 26 tháng 4, RFA Tiếng Việt cho hay, Bộ trưởng Tô Lâm và hàm ý muốn đẩy nhanh các vụ án dư luận xã hội quan tâm. Và đây là hình bài trên RFA RFA đề cập đến yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tại hội nghị giao ban Bộ Công an ngày 25 tháng 4 năm 2024 ở Hà Nội. Theo đó, Công an các đơn vị, địa phương cần đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án trọng điểm, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, theo dõi chỉ đạo, vụ án dư luận xã hội quan tâm. AFA dẫn nhận định của nhà báo Lê Anh Hùng cho rằng, theo tôi, họ phải lựa những vụ án nào vừa được lợi cho họ, vừa nhận được sự quan tâm của công chúng xã hội. Thực tế mà nói, người dân quan tâm đến những người dân quan tâm đến những vụ án liên quan đến vấn đề mang tính đạo đức hơn, mang tính chất dục, mang tính chất đụng chạm lương tâm, lương tri của con người hơn chẳng hạn như vụ án của dân oan hay vụ án người dân bị tù oan chẳng hạn. Cái đấy không nằm trong lợi ích cơ quan chức năng, cho nên họ không điều tra, họ phớt lợi. Còn những vụ án liên quan đến tham nhũng thì tất nhiên nó cũng kích thích tính tò mò, sự quan tâm từ công chúng. Công chúng muốn thấy mức độ thối nát của chế độ như thế nào. Thực tế, những vụ án oan mà dư luận quan tâm như Nguyễn Văn Trưởng, Hồ Duy Hải hay Lê Văn Mạnh hoàn toàn không được công an để ý đến và đây là hình ông Vương Đình Huệ, kẻ thua cuộc và buộc phải xin từ tất cả các chức vụ trong đảng và chính quyền. AFA dẫn lời anh Trần Anh Quân, một người hoạt động xã hội ở Sài Gòn cho rằng, ông Tô Lâm lợi dụng cái lò của ông Trọng để thiêu rụi mọi cây cỏ trên con đường tiến thân của mình. Khi kêu gọi đẩy nhanh tiến độ các vụ án dư luận xã hội quan tâm, thì không phải Tô Lâm chỉ nói tới Bộ Công an, mà còn là một mệnh lệnh yêu cầu bên phía tuyên giáo phải đẩy mạnh dư luận, tập trung vào các tập đoàn sân sau của đối thủ Tô Lâm. Đây là chiến lược thường thấy mà Tô Lâm đã và đang áp dụng trong thời gian qua. Đầu tiên là tung tin dẫn dắt dư luận, sau đó Bộ Công an vào cuộc và cuối cùng là triệt hạ đối thủ. AFA tiếp tục dẫn quan điểm của luật sư Nguyễn Văn Đài từ Đức Quốc nhận định. Bộ Công an thu thập tất cả thông tin về sai phạm của các quan chức cao nhất, từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư đến Ban Chấp hành Trung ương, từ nhiều năm trước. Đến khi muốn hạ bệ nhau thì họ sẽ lôi những sai phạm từ 5 đến 10 năm trước để xử lý nhau. Trong khi đó, theo luật sư đại, những oan ức của người dân thì không bao giờ được xem xét một cách thấu đáo. Và đây là hình Bộ trưởng Công an Tô Lâm, người đang thắng thế trong cuộc đấu quyền lực thượng tầng. AFA nhắc lại, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13 vào ngày 20 tháng 3 đã ra thông báo, đồng ý việc để ông Võ Văn Thưởng thôi giữ các chức vụ ủy viên Bộ Chính trị Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh. Truyền thông nhà nước không đưa tin cụ thể những sai phạm của ông Thưởng là gì, nhưng trước đó, Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn. Đây là tập đoàn có các dự án lớn tại tỉnh Quảng Ngãi từ thời ông Thưởng còn là bí thư tỉnh này, khóa năm 2011 đến năm 2014. Mới nhất là vào ngày 26 tháng 4, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam ông Vương Đình Huệ cũng đã từ chức chỉ mấy tuần sau khi Chủ tịch nước phải từ nhiệm. Lý do, theo Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, là những vi phạm khuyết điểm của đồng chí Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng, nhà nước và cá nhân. Tuy nhiên, cụ thể những vi phạm, khuyết điểm gì của ông Vương Đình Huệ không được nêu rõ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Công an chỉ để nhanh các vụ án có lợi cho họ Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Chiếm ghế Tổng Bí thư, Kim Bộ trưởng Bộ Công an để dẹp loạn Bộ Chính trị, tại sao lại không? Có thể nói cả hai trụ vừa gục ngã không phải là mục đích của Tô Lâm, mục đích của ông là ghế tổng bí thư. Có thể ghế chủ tịch nước chỉ là nơi quá cảnh để ông Tô Lâm đáp xuống ghế tổng bí thư vào cuối nhiệm kỳ. Tuy nhiên, việc ngồi ghế chủ tịch nước lại là một thách thức lớn. Bởi nếu ngồi ghế này mà để mất quyền kiểm soát Bộ Công an thì nguy hiểm vô cùng. Còn nếu ngồi ghế này và kiểm soát được Bộ Công an thì cũng chưa chắc yên. Trước đây, ông Nguyễn Phú Trọng cũng từng vừa ngồi ghế chủ tịch nước, vừa điều khiển Bộ Công an, nhưng ông vẫn suýt chết ở Kiên Giang, lãnh địa của đối thủ cho nên cách tốt nhất là tránh xa chiếc ghế ma ám này cho lạnh sau khi loại được vương đình huệ sức mạnh của tô lâm đã trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết ngay cả cánh tay phải của ông tổng là trần cẩm tú giờ đây cũng phải ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của tô lâm thế của tô lâm đã mạnh như vậy thì có thể tô lâm bỏ qua ghế chủ tịch nước để lên thẳng ghế tổng bí thư là chuyện hoàn toàn có thể và đây là hình phan đình trạc là cản lực đối với tô lâm khi ông rút khỏi ghế bộ trưởng công an Xét về khía cạnh, giờ đây còn ai có thể đứng ra che chắn cho ông Tổng khi mà Bộ Công an không còn là nơi mà ông có thể xài khiến. Cho nên rất có thể, ngay sau ván bài chia chắc ghế ở Hội nghị Trung ương bất thường, họp ngày 26 tháng 4, Tô Lâm sẽ cho triển khai luôn ý đồ loại ông Tổng trước đại hội 14 để ông ngang nhiên ngồi vào chiếc ghế cao nhất này. Tuy nhiên, còn một vướng mặt lớn, đó là khi Tô Lâm rút khỏi Bộ Công an mà vẫn chưa thể đưa Lương Tam Quang hoặc Nguyễn Duy Ngọc lên thay. Bởi Bộ Công an là căn cứ địa kháng chiến của Tô Lâm, nên nếu buông tay giao cho phe khác thì điều này đồng nghĩa với tự sát. Nhưng có một điều chắc chắn đó là nếu Tô Lâm không rút đi thì làm sao Phan Đình Trạc có thể nhảy vào để xí phận. Nhưng nếu không rút đi thì làm sao Tô Lâm có thể ngồi vào ngôi cao. Cái vòng lẫn quẩn này đang níu chân Tô Lâm. Tuy nhiên, mọi khó khăn đều có hướng giải quyết, đặc biệt là với người đang ở thế thắng như Tô Lâm. Đơn giản là tại sao ông không kim luôn cả hai chức vừa ngồi ghế tổng bí thư vừa kiêm luôn bộ trưởng bộ công an chẳng phải có rất nhiều người đã kiêm cả hai chức vụ đó hay sao ông nguyễn phú trọng từng làm tổng bí thư kiêm chủ tịch nước ông phạm bình minh làm phó thủ tướng kiêm bộ trưởng bộ ngoại giao bà phạm thị Thanh trà làm bộ trưởng bộ nội vụ kiêm phó trưởng ban tổ chức trung ương bà trương thị mai làm thường trực ban bí thư kiêm trưởng ban tổ chức trung ương vân vân nhiều bộ trưởng và quan đầu tỉnh cũng kiêm nhiệm hai chức vụ dù vừa thâu tóm chức vụ đầu đảng, vừa nắm giữ một chức vụ thuộc về lực lượng vũ trang, có thể khiến quốc tế và dư luận cảm thấy xu hướng nhà nước công an gia tăng. Nhưng như vậy thì đã sao? Việt Nam vốn là quốc gia độc tài, độc đảng mà. Và đây là hình đoạt ghế tổng bí thư, đồng thời kiêm nhiệm luôn ghế Bộ trưởng Bộ Công an, Tô Lâm có thể trở thành bá chủ. Nếu vừa làm tổng bí thư lại kiêm luôn Bộ trưởng Bộ Công an, thì chắc chắn Tô Lâm còn yên tâm hơn là giao ghế Bộ trưởng này cho đàn em Hưng Yên. Bởi trong chế độ này, chẳng bao giờ có lòng trung thành nào thực thụ. Lòng trung thành chỉ là lớp mặt nạ, khi có cơ hội tìm kiếm lợi ích tốt hơn, thì đám đàn em sẵn sàng phản chủ, mà Tô Lâm chính là một ví dụ. Vốn tưởng rằng ông ngoan ngoãn, trung thành với ông Tổng, nhưng cuối cùng, khi cơ hội chính mùi, ông đã tạo phản, tự cho rơi chiếc mặt nạ. Lúc này chính ông đang đe dọa sinh mạng chính trị thậm chí có thể là cả sinh mạng sinh học của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Như vậy, không loại trừ khả năng Tô Lâm sẽ làm mọi cách để chiếm ghế Tổng bí thư mà vẫn không nhả ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Đây là giải pháp hoàn hảo cho Tô Lâm, vừa đảm bảo ngai vàng vững chắc, vừa đe dọa được các thế lực thù địch đảng. Khi Tô Lâm đang có lợi thế tuyệt đối, không gì là ông không thể làm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin chiếm ghế tổng bí thư kim bộ trưởng bộ công an để dẹp loạn bộ chính trị tại sao lại không xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên youtube và facebook của thời báo đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất nhanh nhất và trung thực nhất kim vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới